trong vòng 3 phút. Đó là anatomy, physiology và histology, tức là giải phẫu, sinh lý và mô. Về giải phẫu, các bạn nhớ dùng 3 ý. Ý thứ nhất đó là kích thước của thận tính theo công thức 3 × 2 × 2 × 2. Nghĩa là bề dày nó là 3, bề ngang của nó là 6, bề cao của nó là 12 và trọng lượng là 144. Thận bên phải thấp hơn thận bên trái do cái gan đè xuống, và cuốn thận bên phải ngắn, cuốn thận bên trái dài. Do đó thận bên trái rất là dễ bị giật khi ta té từ trên cao xuống, thì đứt cuốn thận. Một điều kế tiếp ta cần nhớ nữa đó là đối với thận, đó là tĩnh mạch tinh hoàn bên trái sẽ đổ về tĩnh mạch thận trái, trong khi tĩnh mạch tinh hoàn bên phải thì lại đổ về bên tĩnh mạch chủ dưới. Vì thế cho nên trên hình này các bạn thấy, với một cái tĩnh mạch tinh hoàn đổ về bên trái như thế này và cái áp lực ở tĩnh mạch thận trái là 12 mm/min, cho nên tinh hoàn bên trái bao giờ cũng bị cản trở và máu về khó khăn hơn, giãn tĩnh mạch nhiều hơn. Còn tinh hoàn bên phải, máu của nó đổ về ở L2 của tĩnh mạch chủ dưới, áp lực của nó chỉ 2.6 mm/min, vì thế cho nên bên phải tĩnh mạch ít bị cản trở, có nghĩa là bên phải ít bị giãn tĩnh mạch từ tinh thần. Về phần thận, các bạn cần nhớ thêm một ý nữa, đó là cái triệu chứng gọi là thận xa, tiếng Anh gọi là nephrotoxic. Các bạn thấy thận bên phải nằm ở vị trí bình thường, thận bên trái nằm tuốt ở dưới hốc chậu, đây là nephrotoxic. Phần sinh lý, các bạn nhớ được là mỗi một thận có 1.250.000 nephron và nó sẽ lọc xuống dưới bàng quang, cứ mỗi 1 ml là sẽ có 1 ml, mỗi một phút có 1 ml nước tiểu. Có nghĩa là một phút thận lọc 125 ml máu, trong đó có 1 ml thận nước tiểu. Điều quan trọng nhất để học được bệnh lý học thận đó chính là histology. Để học được histology, chúng ta phải nắm tốt cái renal cortisol. Renal cortisol, cái mà các bạn cần quan trọng nhất đó là hai cái lá của nang bao mạch. Các bạn nhìn thấy đây là cái phần màu xanh có răng cưa, chính là cái lá tạng của nang bao mạch. Nó rất là quan trọng trong cái chuyện lọc các chất đi ngang mạch. Còn cái lá màu xanh phía bên ngoài là lá thành của nang bao mạch. Nếu bệnh nhân bị hội chứng thận hư thì cái tổn thương ở màng đáy cầu thận làm cho cái lượng protein lọc qua rất là lớn và podocyte không có khả năng để ẩm bọc, làm cho chúng ta sẽ có cái lượng protein nước tiểu lớn hơn 3.5 g/lít. Trong trường hợp histology này, các bạn nhìn đây, các bạn sẽ thấy đây là cấu trúc của một cái macula densa và cái cấu trúc juxtaromedullary apparatus, có nghĩa là bộ máy kề quãng cầu. Cái vết đặt và bộ máy kề quãng cầu là một cái cấu trúc mà chúng ta thấy nó nằm ở gần ống lượng xa và cũng sát cái phần động mạch nhập và động mạch xuất. Khi nào mép, tức là động mạch, áp lực động mạch thận dưới 7 thì tự động hệ thống này sẽ sản xuất ra REM, RAA, có nghĩa là renin angiotensin, renin angiotensinogen, angiotensin 1, angiotensin 2 và aldosterone. Một cấu trúc nữa chúng ta cần phải học kỹ đó là basement membrane, mà nãy giờ chúng ta nói rồi, nó là cái lớp màng đáy của cái cấu trúc chủ lực của nang bao mạch. Và cái gì nữa, podocyte thầy vừa nói, các bạn nhìn đây, nó là một cái thành phần để quyết định ẩm bào, không cho protein thoát ra theo đường nước tiểu. Cấu trúc cuối cùng chúng ta cần học đó là mesenchymal matrix. Nếu cấu trúc này bị tổn thương thì những bệnh nhân tiểu đường sẽ bị suy thận và phải chạy thận nhân tạo hoặc thắm hơn mặt hoặc ghép thận. Ta ở đây.